người lạ. Ba ơi, con cần đi vệ sinh gấp gấp. Kia rồi. Con đứng im ở đây đợi ba quay lại nhá. Này cháu yêu, cháu có muốn ăn kẹo không? Nhưng lấy đi, cô chờ đây. Vâng ạ. Ngon quá. Cháu sẽ được ăn thỏa thích ở cửa hàng kẹo của cô. Đi nào, cô dẫn cháu đi. Nhưng mà cháu đang đợi ba và em trai cháu á. Không đi xa lắm đâu, một tí rồi về ngay mà. Vâng ạ. Thế cháu sẽ mua kẹo cho cả ba với em luôn. Chị đâu mất rồi? Con gái tôi. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, con gái tôi bị mất tích rồi, xin hãy giúp tôi đi. Đừng lo, chúng tôi sẽ đến đó ngay. Tôi vừa mới đưa thằng nhỏ vào nhà vệ sinh ở đây, thì lúc ra con gái tôi đã mất tích rồi. Chúng ta hãy chia nhau ra tìm. Đã rõ. Đây là giấy gói kẹo mà. Còn đây là dấu chân của lừa chị. Cô bé đi hướng này. Có vẻ như có người đã dụ dỗ cô bé bằng kẹo. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cô bé. Những viên kẹo này ngon quá đi mất. Bên trong còn nhiều loại ngon hơn nữa cơ. Đằng nào cháu cũng không chạy thoát đâu. Cô là người xấu. Chào mừng quý khách. Cảnh sát. Yên nào. Nhìn chỗ kẹo này đi. Xin chào quý khách. Quý khách cần tìm gì ạ? Chúng tôi có kẹo hoa quả, kẹo sữa, kẹo sô-cô-la, kẹo mút, kẹo dẻo và cả loại kẹo có thể đổi màu lưỡi của bạn nữa đấy. Xin lỗi, chúng tôi cần tìm cô bé này, lừa chị. Tôi chưa nhìn thấy cô bé này bao giờ. Cô chưa bao giờ thấy sao? Đúng vậy. Kia là kẹp tóc của lừa chị mà, chủ cửa hàng đang nói dối. Mọi người chú ý thật kỹ, tìm manh mối ở đây thật cẩn thận. Ôi không, họ đã nhìn thấy gì rồi sao? Đây là món kẹo bông ngon nhất của cửa hàng chúng tôi đấy. Ngon nhất thế giới luôn. Chắc hẳn có gì đó ở đằng sau. Chúng tôi biết phải làm gì rồi. Tôi thích chắc là kẹo bông. Tôi cũng vậy. Có tiếng gì vậy nhỉ? Không, làm gì có gì ở đằng sau cái cửa này. Tìm thấy rồi. Cánh cửa bí mật kia. Cảnh sát trưởng Labrador. Lừa chị. Các người tìm ra rồi. Đứng lại ngay. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương đâu. Lại là ngươi à, Linh Dương kia. Nếm thử đi này. Cẩn thận. Cảnh sát trưởng Labrador. Các ngươi không thể bắt được ta đâu. Tôi cố thế nào cũng vô ích thôi.
Babylon, Dobby đổi chỗ. Dạ. Gì cơ? Ôi không! Nhiệm vụ thất bại rồi. Cháu không bao giờ đi với người lạ nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, một số người lạ có thể là người xấu. Vì thế đừng tin những gì họ nói với bạn. Không được ăn uống đồ họ đưa, cũng không được đi theo họ. Hãy nhớ những điều này nhé. Quả dại nguy hiểm. Không chịu nổi nữa rồi. Cái gì đây? Quả mọng màu đỏ à? Nhìn ngon thế nhỉ? ngon phết đấy nhỉ? một quả nữa nào, một quả nữa, nhá. Mình sẽ lấy cả cái cây này luôn. bụng mình làm sao ấy nhỉ? Ôi thối quá đi mất đấy. Của các bạn đây. Cảm ơn ạ. Thật là nhiều đồ ăn ngon. Thơm quá đi mất. Sao mà thối quá? Mùi gì khủng khiếp mọi người. Thật là thối. Không thể chịu nổi nữa rồi. Thật ra đây. Bà chú, bà có sao không ạ? Sao mà thối thế? Đợi đã, xe lăn của bà. Lạ thật đấy. Mùi này từ đâu ra nhỉ? Babylon, hãy giúp tôi tìm hiểu chuyện này. Hãy để tôi. Đến giờ biểu diễn của ngon thơm rồi. Đi nào, để theo mùi đó. Tan. Chúng ta mau bám theo. Phương trên bé nhỏ rất tốt trong việc theo dấu mùi hương đấy. Nó bị sao thế? Tôi quên mất là nó không chịu được mùi hôi thôi. Đừng lo, tôi sẽ nâng cấp cho nó thêm lớp bảo vệ. Tan. Tìm thấy rồi, mùi hôi đó xuất phát từ chiếc xe kia. Sao chiếc xe đó lại đánh võng ghê vậy? Mau đuổi theo nó. Bụng của tôi, nhà vệ sinh ở đâu thế? Mùi kinh quá. Mùi gì kinh chứ? Ơi đàn bia đâu của tôi? Cẩn thận đấy! Cứu với! Thật may quá! Wow, Papillon, bạn thật tuyệt vời! Dĩ nhiên rồi! Mọi người ngồi vững! Wow, chúng ta an toàn rồi, tuyệt quá! Dobby, không được cho đầu ra khỏi cửa xe. Ôi, cái bụng của tôi. Anh
anh sói, dừng xe lại ngay. Ôi, anh ấy bị ngất rồi. Chúng ta sẽ bị đập mất. Là gia đình hả? Không? Có chứ. Móng vuốt bay. Là con chạy đi. Anh sói. Hả? Đây là quả gì vậy? Tôi đoán anh bị ngộ độc vì đã ăn loại quả dại không rõ nguồn gốc. Chúng ta phải nhanh chóng đưa anh ấy tới bệnh viện. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, một số loại quả dại trông rất ngon miệng, nhưng các bạn không nên hái hoặc ăn chúng. Một số loại quả dại thậm chí có độc. Nếu bạn ăn phải, nó có thể gây ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vì vậy, không được ăn quả dại nhé. Hãy ghi nhớ điều này. Cẩn thận khi đi bộ. Vui quá đi mất. Thật là buồn cười quá đi. Ê này, con yêu, đi gần ba vào nhá. Thắng rồi. Cẩn thận, gấu bố. Thật là đáng sợ quá đi. Gấu bố, anh không nên vừa đi vừa xem điện thoại. Vừa rồi anh rất may mắn đấy. Rõ, tôi hiểu rồi. Con yêu, đưa máy tính bảng cho ba nào. Con yêu, con trai của tôi mất tích rồi. Gấu bố, lần cuối anh thấy cậu bé là khi nào? Tôi cứ mãi nhìn vào điện thoại của mình nên không biết con tôi mất tích từ lúc nào nữa. Hãy quay lại con đường anh đã đi qua và tìm cậu bé. Gấu con ơi, tôi sẽ xuống dưới rồi tìm cậu bé. Ông bồ nông, ông có thấy gấu con đi quanh đây không? Không, tôi có thấy đâu. Nhìn này, vui quá đi. Đúng là vui thật đấy. Chạy ra, chạy lên đi. Cẩn thận, có cầu thang đi xuống đó. Tốt quá, mọi người đều an toàn. Anh nên nhìn phía trước khi đi xe đạp, nếu không anh sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và những người khác. Tôi xin lỗi, từ giờ chúng tôi sẽ cẩn thận. Hả? Đây là gì? Đó là thẻ tên Lulu thú cưng của tôi. Lulu nó đi với con trai tôi. Vậy phải có dấu vết ở gần đây. Đi tìm chúng tôi. Đây là dấu chân của Lulu. Chúng đã đi theo hướng đó. Nhìn máy tính bảng khi đi bộ. Gấu con. Âm thanh ở đằng kia. Con yêu, Lulu. Cứu con với.
chú sẽ cứu các cháu ngay bây giờ. Hinh. Cảnh sát trưởng Lâm Lan đâu? Nắm lấy tay của chú, chậm thôi. Đồ con! Này, Dobby, kéo chúng tôi lên. Tôi cũng giúp một tay. Ba ơi, đáng sợ quá hả? Từ giờ chúng cháu sẽ quan sát được khi đi bộ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, hãy luôn luôn để ý đường đi của mình. Đừng nhìn vào điện thoại hoặc chơi trò chơi với máy tính bảng khi đi bộ. Bạn sẽ mất tập trung trên đường và có thể gây ra tai nạn, tự làm mình bị thương hoặc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Xin hãy ghi nhớ điều đó. Ai đang theo dõi tôi? Đứng lại đây. Ôi không, rắn đen lại trốn thoát lần nữa rồi. Chúng ta cần bắt được rắn đen trước khi hắn làm hại những đứa trẻ khác. Cuối cùng cũng thoát được cảnh sát rồi. Tạm biệt. Đứa bé kia đi có một mình thôi. Đây là cơ hội để mình bắt cô bé. Thật tuyệt vời. Tiếng gì thế nhở? Ai đấy? Chú Harry, có một cái gì đó rất kỳ lạ trong đống dây thừng kia. Để chú xem thử nào. Ê, cháu bé, đây chỉ là một sợi dây bình thường thôi. Nhìn này. Cháu cảm ơn chú ạ. Không có gì đâu mà. Sợi dây biến màu mất rồi. Ta sẽ bắt được ngươi. Lại là âm thanh kỳ lạ đó. Có ai đang theo dõi mình? Ô, ba ơi, ba có thể dạy con nhảy dây được không? Tất nhiên rồi. Cái dây này nó trơn quá. Con, chúng ta đi chơi bóng đá đi. Ta sẽ bắt được ngươi cho mà xem. Cảnh sát chặn lại. Cảnh sát. Đừng sợ thỏ con, cô chú sẽ bảo vệ cháu an toàn. Hãy đi kiểm tra xem sao. Không có ai ở đây cả. Đây là dấu vết của một con rắn. Cái gì đây? Đây là vảy của rắn đen. Chính rắn đen là kẻ đang đi theo thỏ con. Lại là hắn ta. Lần này hắn sẽ không thoát được đâu. Đúng rồi. Thỏ con, bọn chú đã tìm xung quanh nhưng không thấy ai theo dõi cháu. Đừng lo lắng, cháu đi về nhà đi.
Cảnh sát không tìm được ta. Cô bé ơi, ta sẽ bắt được cháu. Đây là đường về nhà nhanh nhất. Đúng là nơi hoàn hảo để ta bắt cô bé rồi. Đừng có chạy, thỏ con ơi. Cháu không thoát được đâu. Cháu đâu có ý định chạy thoát đâu. Hả? À, cảnh sát. Bọn ta biết thừa mánh khóe của ngươi rồi. Cái này gọi là mẹo dụ dẫn. Ngươi đã bị dính sơn đánh dấu khắp người. Đừng hòng chạy trốn. Bắt lấy hắn. Anh đây rồi. Dấu sơn đã dừng lại ở đây. Tại sao ở đây lại có ánh sáng? Không, đó chính là rắn đen. Các anh thấy được tôi không? Không một ai có thể chạy thoát khỏi tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đi ra ngoài một mình rất có thể sẽ nguy hiểm. Nếu bạn phát hiện ai đó đang theo dõi mình, đừng hoảng sợ. Hãy bình tĩnh và nhanh chóng chạy đến chỗ đông người và nhờ giúp đỡ. Hãy ghi nhớ những lời khuyên nhé. Không phá hoại công trình công cộng. Mình cùng đi tìm kho báu nào. Hay yo, hay yo, nó đâu rồi? Hay yo, hay yo, nào nhanh nào. Hả? Một đường ống nước khác à? Anh có chắc là kho báu ở đây không? Tất nhiên. Nhìn bản đồ đi. Kho báu được chôn ở đây cơ mà. Wow. Làm nhanh lên nào. Chúng ta tìm thấy rồi. Ý, hey, hey. Ôi không, đó là một đường ống nước khác. Anh lớn đâu rồi nhỉ? Anh ơi, cứu anh với. Anh, hãy đi tìm cảnh sát trưởng Labrador. Cẩn thận anh Châu. Ôi không, mọi người đã gặp nguy hiểm. Babylon, hãy tìm xem nguồn nước đến từ đâu. Dạ. Dobby, hãy làm hàng rào cảnh báo. Mọi người cần phải rời khỏi đây ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi thấy rồi. Là do đường ống nước ngầm bị vỡ. Tôi đã đóng nguồn nước rồi. Làm tốt lắm. Cảnh sát trưởng Labrador, anh trai chúng cháu bị nước cuốn đi mất rồi. Gì cơ? Dẫn đường cho chúng ngay. Ở ngay dưới đây ạ. Hãy đi xuống xem sao. Đây là cái xẻng chúng cháu dùng để đào kho báu. Đào kho báu sao? Vâng ạ, chúng cháu đang đào thì nước bất ngờ tràn vào và cuốn trôi anh cháu đi. Thì ra chính anh em nhà chuột chuối đã làm vỡ ống nước. Đây là nơi công cộng, các cháu không thể đào hố ở đây. Và đặc biệt là không nên làm vỡ đường ống nước. Chúng cháu xin lỗi. Chúng cháu sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu. Có một đường hầm ở đây. Các cháu hãy đến nơi an toàn đi. Chuột chuối anh có thể bị cuốn trôi từ đây. Đi nào. Đây là đâu chứ?
lượt chuối anh. Tôi nghe thấy tiếng gì đó ở đằng kia. Nó chỉ là bọ thôi. Sao mà nhiều bọ thế này? Chúng sợ tôi nên đi rồi. Tiếng gì thế nhỉ? Chạy đi! Là chuột chuối anh! Đi nào Babylon! Tuân lệnh! Đi lên nào Ruby! Giữ chặt cái thang đó. Ruby, để đó cho tôi. Kích hoạt chế độ tăng tốc. Cháu không bao giờ đào hố gần đường ống nước nữa cháu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đường ống nước là công trình công cộng dành cho mọi người. Nếu chúng bị vỡ, nó sẽ không chỉ lãng phí tài nguyên nước mà còn rất bất lợi cho tất cả mọi người, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Vì vậy, hãy đừng làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho các công trình công cộng và luôn bảo vệ chúng thật tốt. Bạn có thể ghi nhớ điều đó không? Đầm lầy nguy hiểm. Cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu con mất tích rồi, giúp chúng cháu với. Đừng hoảng sợ các cháu, bọn chú sẽ đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, chúng cháu đang đuổi theo những con bướm ở đây, rồi gấu con đột nhiên biến mất chú ạ. Gì cơ? Đuổi bắt bướm ở đầm lầy? Rất nguy hiểm. Đầm lầy toàn là bùn. Thấy không? Các cháu có thể chìm trong đó nếu không cẩn thận. Ôi không, cậu con sẽ không gặp nguy hiểm phải không chú? Bọn chú sẽ tìm cậu ấy. Các cháu về nhà ngay. Cẩn thận đấy. Vâng ạ. Ruby, cầm lấy này. Nó có thể nguy hiểm, hãy dùng cái này. Gấu con ơi. Chúng ta hãy chia ra tìm. Hãy cẩn thận bước nhảy. Gấu con. Gấu con ơi. Cậu bé đâu nhỉ? Gấu con. Tại sao mình lại thấp hơn nhỉ? Mình đang chìm dần vào vũng lầy rồi.
bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cứu với. Cứu. Dobby, hãy giữ bình tĩnh và đứng yên. Nếu không anh sẽ chìm sâu hơn đấy. Bám vào cây gậy này, tôi sẽ kéo anh ra. Thật là đáng sợ quá đi. Đây là cái gì? Là lưới bắt bướm của gấu con. Có vẻ cậu bé đã đi về hướng đó. Nhanh lên nào. Gấu con ơi. Ôi không, đất ở đây mềm quá. Dấu chân của gấu con này, cậu bé chắc hẳn đang ở phía trước. Ở đây an toàn. Lối này. Cứu mà ơi. Ở đằng kia. Cứu cháu với. Gấu con. Cảnh sát trưởng Labrador, hãy cứu cháu với. Gấu con, đừng di chuyển. Nếu không cháu sẽ lún sâu hơn đấy. Cháu đang làm rất tốt. Bọn chú sẽ đưa cháu ra ngay bây giờ. Dobby, buộc cái dây này quanh eo cậu đi. Cẩn thận. Đừng sợ hãi. Thoát được rồi. Cảnh sát trưởng Labrador. Ôi không, là một lốc xoáy nước. Cẩn thận. Hãy ra khỏi đây thôi. Ôi không, lốc xoáy nước lớn hơn rồi. Cẩn thận. Phải rồi, Dobby, móc cái cây đằng kia bằng côn nhị khúc của cậu đi. Xếp tới đây. Chạy đi. Chúng ta an toàn rồi. Đáng sợ quá. Cháu sẽ không bao giờ chơi trong đầm lầy nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đầm lầy rất nguy hiểm. Vì vậy đừng đến gần hoặc chơi ở trong đó. Nếu bạn chìm trong đầm lầy, đừng hoảng sợ và đừng vùng vẫy. Nếu không bạn sẽ chìm sâu hơn đấy. Cố gắng nằm xuống để bản thân không bị chìm và hét lên để được giúp đỡ. Hãy ghi nhớ những lời khuyên này nhé. Không xả rác, không có muỗi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Đau của tôi. Mỏi của tôi. Cổ của tôi. Ngứa quá. Có chuyện gì với các bạn vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, muỗi ở khắp mọi nơi trong thị trấn. Nó đáng sợ lắm. Nhìn những gì chúng đã làm với bọn tôi này, làm ơn giúp đi. Chúng ta đến đây. Dobby, chúng ta đi xem sao. Đã rõ. Các người không thể đốt ta đâu. Dobby, nhanh lên nào. Được rồi. Càng ngày càng nhiều muỗi đến. Có vẻ như nơi chúng sinh sản là ở đằng kia. Để tôi đi kiểm tra. Các người không thể đốt ta đâu. Yeah.
Mông của mình, mặt của mình, đi nào, ở đây có nhiều muỗi quá. Chúng đang đuổi theo kìa. Trốn vào trong hộp. Đáng sợ quá. Có nhiều muỗi quá đi mất, chúng ta phải làm gì đấy? Babylon, chúng tôi bị muỗi bao vây rồi, chúng tôi cần bạn giúp. Muỗi ư? Để đó cho tôi. Babylon luôn luôn có cách. Babylon. Wow, Babylon. Tại sao chúng không đến gần cô nhỉ? Bởi vì tôi đang đeo miếng dán chống mũi và vòng đeo tay. Của anh đây. Giờ chúng không thể đến gần tôi nữa. Nhìn đằng kia kìa, những con muỗi đang đến từ đó. Nó bốc mùi quá. Muỗi vẫn đang tiếp tục sinh sản. Chúng có thể sinh sản ở những nơi ẩm ướt hoặc bẩn thỉu thế này. Không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều muỗi ở thị trấn này. Ai đã gây ra mớ hỗn độn đây nhỉ? Ta không sợ các người đâu. Cứu tôi. Có chuyện gì thế? Đi nào. Cứu vời. Đi thôi. Babylon. Tôi xin lỗi. Nhanh lên. Anh Bison, hãy giữ môi trường xung quanh anh sạch sẽ từ bây giờ. Tôi sẽ làm và sẽ không bao giờ xả rác bừa bãi nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, muỗi vào mùa hè rất khó chịu. Muỗi không chỉ đốt mà còn có thể truyền bệnh nữa đấy. Muỗi thường sinh sản ở những nơi ẩm ướt, bẩn thỉu nên chúng ta cần giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Ngoài ra chúng ta cần phải giữ cho phố phường sạch sẽ và không xả rác bừa bãi. Hãy ghi nhớ những điều đó. Đừng để đồ vật vào mũi và miệng của bạn. Lại đi, nhanh nào, xếp hàng thôi. Dâu tây ngon nhất thế giới đây. Tôi lấy một túi. Tôi lấy một túi. Tôi cũng lấy một túi. Được rồi, từng người một nào. Đến lượt tôi rồi. Sóc bay đến đây. Tôi sẽ lấy một túi dâu tây. Anh không được chen hàng đâu. Xin lỗi, tôi đã hết dâu tây mất rồi. Ôi, ngon quá đi. Đừng lo lắng. Với những hạt giống được lai tạo đặc biệt của tôi, bạn sẽ được ăn dâu tây thơm ngon sớm thôi.
Chính nó. Nếu như mà có hạt giống này, mình cũng sẽ có thể tự trồng dâu tây. Lần sau chúng ta mới mua được dâu tây. Có trộm. Nhanh đến xem sao nào. Anh Sóc, anh bị làm sao vậy? Tôi bị óc cái thứ gì đó. Tôi sẽ giúp anh đẩy chúng ra. Ôi mày quá. Cảnh sát trưởng Labrado, hạt giống đặc biệt của tôi, ai đó đã lấy mất rồi. Sao gì cơ? Vừa rồi tôi thấy một tên trộm ăn cắp hạt giống của tôi, vì vậy tôi đã cố gắng lấy lại chúng, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Đừng lo lắng, không có chuyện gì mà tôi không thể làm được. Không có ai rời khỏi nhà kho. Các cửa sổ đều được khóa. Tôi nghĩ tên trộm đang trốn trên trần nhà. Đứng lại ngay. Chính là hắn. Bỏ tôi ra. Người không thể chạy thoát đâu. Dừng lại. Nhanh lên. Ở đằng kia. Dobby, anh có ổn không? Tôi ổn. Hắn đã chạy đường kia. Đi thôi. Còn lâu mới bắt được tôi nhá. Đứng lại đó. Bắt được rồi. Dừng lại. Người không chạy thoát được đâu. Có giỏi thì bắt ta đi. Tôi không thở được. Cứu tôi mà. Thật là đáng sợ quá đi. Anh không nên trộm đồ. Hãy đi với chúng tôi. Tôi không bao giờ làm như thế nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đừng bao giờ cho những thứ nhỏ như hạt đậu, quả hạch hoặc viên bi vào mũi hoặc miệng của mình. Nó có thể gây khó thở và thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Hãy ghi nhớ điều đó. An toàn khi trời mưa. Em thích trời mưa. Đó chính là gà anh. Đi thôi. Cứu với. Làm ơn thả tôi ra. Gà em ơi, là bọn chú đây mà. Hả? Cảnh sát trưởng Labrado, ở đây có quái vật. Quái vật ư? Vâng, đúng vậy, một con quái vật. Lột kẹo u, lột vượt qua đây, trông đáng sợ lắm.
Về nhà ngay đi các cháu. Dobby, hãy đi xem sao nào. Đã rõ. Dobby, chúng ta hãy chia nhau ở đây. Không có con quái vật nào quanh đây. Tiếng gì vậy? Anh chuột chuỗi. Anh chuột chuỗi, anh có thấy con quái vật nào ở quanh đây không? Có, tôi vừa nhìn thấy nó xong. La 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 la. Có tiếng gì vậy? Hả? Và rồi nó chạy xuống phố. Thật đáng sợ quá đi. Có phải nó phát ra âm thanh Vâng, chính là nó. Chính là âm thanh đấy. Tôi sẽ đi xem sao. Anh làm cái gì thế hả? Làm tôi sợ quá đi mất. Tôi xin lỗi. Cô bò mặc áo mưa nhìn giống như quái vật vậy, nhưng con quái vật ấy tối đen hơn nhiều. Hả? Áo mưa sao? Và còn tối đen nữa. Hiểu rồi. Con quái vật có thể chỉ là một người đi bộ mặc chiếc áo mưa sẫm màu. Tôi hiểu rồi. Ôi không, ô tô đi qua sẽ khó nhìn thấy áo mưa tối màu. Rất nguy hiểm. Chúng ta phải tìm người đó ngay bây giờ. Gần về đến nhà rồi. Ôi trời quá. Ôi cẩn thận. Không. May quá. Tại sao mình cứ trượt ngã thế nhỉ? Cái gì nhỉ? Mình không nhìn thấy cái gì cả. Mưa quá. Coi chừng. Cẩn thận. Dừng xe lại ngay. Tôi xin lỗi, tôi không thể nhìn thấy anh. Trời mưa to quá. Anh sói, khi trời mưa, anh mặc áo mưa tối màu và đi ra ngoài đường thế này rất nguy hiểm. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, hãy cẩn thận và đi chậm vào những ngày mưa, kẻo trượt ngã nha. Ngoài ra, ô và áo mưa tối màu có thể khiến người lái xe và người đi bộ khó nhìn thấy bạn. Vì vậy, hãy mặc đồ có hoa văn tươi sáng và dễ nhìn để tránh bị tai nạn giao thông. Hãy ghi nhớ những lời khuyên này nhé. Cẩn thận với dây diều. Hey, tớ nhanh nhanh cạo rồi nhá. Tóc của cậu kìa. Có chuyện gì vậy này? Cái gì kia? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, ở trong công viên có ma. Đi đây, giúp chúng cháu với. Có ma ư?
chú sẽ tới đó ngay. À? Các cháu bị sao vậy? Bọn cháu chơi xe trượt ở đằng kia thì đột nhiên tóc bọn cháu biến thành như thế này. Chắc chắn là có ma thật rồi. Thế là đáng sợ quá đi. Các cháu đừng khóc, trên đời này không có ma đâu. Các cháu về nhà trước đi. Ruby, chúng ta đi kiểm tra nào. Được. Cái này sẽ giữ cho mình được an toàn. Ở đằng kia. Đi nào. Đó đâu rồi? Chúng ta chia nhau ra nào. Hả? Ồ? Hả? Nghe như tiếng của cái kéo vậy. Bắt được rồi. Ôi không, tóc của tôi. Anh lười. Cái gì? Vậy ra anh chính là con ma phải không? Không phải tôi. Anh ấy không phải con ma đâu. Anh ấy là thợ vườn ở đây. Anh ấy vẫn làm việc vào giờ này vì anh ấy di chuyển rất chậm. Đúng vậy. Vậy thứ chúng ta vừa gặp là gì? Cơn gió này to thật đấy. Cẩn thận. Cái gì thế? Là một con diều. Con diều á? Nhìn này, đây là phần đuôi của một con diều. Vậy ra con ma là do con diều bay. Bảo sao mỗi khi gió nổi lên là chúng ta lại nhìn thấy nó xuất hiện. Nhưng làm sao mà con diều có thể cắt tóc mọi người được? Dây diều có thể sắc bén, thậm chí có thể cắt được cả hoa quả dễ dàng. Cho nên cắt tóc cũng là chuyện thường. Nghe thật là nguy hiểm. Chúng ta phải tìm ra con diều đó ngay. Hãy chú ý tới hướng gió. Hướng đó. Ở đằng kia. Đúng là một con diều. Kẹt của anh. Mũ của mình. Ở đằng kia có nhiều người tập trung quá. Nó sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người. Mọi người cúi xuống ngay. Bông bay của tôi. Ôi không. Mọi người tránh ra. Cẩn thận. Cứu tôi, cứu tôi. Đúng rồi. Chúng ta an toàn rồi. Dây diều rất mảnh và sắc, có thể dễ dàng gây thương tích cho mọi người. Mọi người hãy chú ý nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi diều lên cao, dây diều có thể trở nên rất sắc bén. Nếu có người đang thả diều hoặc bạn bắt gặp một con diều rơi gần mình, hãy cẩn thận, tránh xa khỏi đó ngay để tránh bị thương. Hãy ghi nhớ lời khuyên này nhé. An toàn trong bể bơi. Đứng lại đó. Không bao giờ bắt được ta đâu. Ủa?
Ôi bánh vòng của tôi. Ôi trời ơi, mình phải trốn ngay. Dưới chân cầu, những chú vịt vừa chơi trông rất vui. Hãy đến những chú vịt cùng mình. 1, 2, 3, 4, 5. Kia rồi. Bạc bạc. Cũng quá quá. Lại mất dấu hắn ta rồi. Chào chú cảnh sát. Xin chào. Hả? Kia là áo tù của tên trộm gà. Ôi không, có vẻ như anh ta đã trốn giữa đàn vịt con. Đi nào. Trông họ rất giống nhau. Tôi phải đi tìm hắn ta. Đợi đã, nếu anh làm hắn ta bất ngờ, ta có thể làm tổn thương những chú vịt con xung quanh. Tôi có ý này. Chúng tôi là những huấn luyện viên bơi lội mới. Hãy bắt đầu học nào. Vâng ạ, bắt đầu thôi. Anh nghĩ chúng ta có thể tìm thấy hắn nếu chúng ta cải trang thành huấn luyện viên bơi lội không? Gà không biết bơi. Vì vậy, chúng ta sẽ có thể tìm ra hắn nếu quan sát cẩn thận. Thật là nguy hiểm quá. Đau quá. Các em, đây là bài tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Không nên ném đồ xung quanh gần hồ bơi. Chúng ta có thể trượt và ngã. Đặt dụng cụ bơi trên kệ này. Vâng, thưa thầy. Và hãy nhớ, cần phải làm nóng cơ thể trước khi xuống hồ bơi. Nếu không, chúng ta có thể bị chuột rút cơ bắp. Tất cả đi theo thầy. Khởi động nào. Vâng ạ. 1, 2, 3, 4. Cảnh sát đã đi rồi. Mình không cần phải trốn nữa. Mình phải đi thôi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Không. Là cảnh sát kìa. 1, 2, 3, 4. Tôi phải làm gì đây? Họ có để ý đến mình không nhỉ? Khởi động đã xong. Bây giờ hãy mặc đồ bơi an toàn và xuống bơi thôi. Vâng ạ. Quạt. Hãy cùng bơi nào. Mình không biết bơi. Họ sẽ phát hiện ra mình ngay. Mình phải làm gì nào bây giờ? Mình phải làm gì đây? Các em, hãy xuống bể bơi nào. Vâng, thưa thầy. Quạt quạt. Xếp hàng, từng người xuống một. Chúng mình xuống nước nào. 1, 2, 3, 4, 5. Quạt quạt quạt. Khoan đã. Cháu đã không dùng phao bơi đúng cách. Điều đó không an toàn. Cháu hiểu rồi. Để chú giúp cháu. Không sao mà. Cháu có thể tự làm được. Chân của cháu. Đầu của cháu. Chỉ là ngươi là tên trộm gà. Anh đã tìm ra tôi rồi. Chạy tôi. Người không chạy thoát được ta đâu. Cẩn thận xung quanh hồ bơi, rất trơn đấy. Cứu tôi với, tôi có biết bơi. Sợ quá đi. Hả? Vậy anh ta là tên trộm gà. Trộm gà, anh đã bị bắt. Hãy đi cùng chúng tôi. Thấy không? Chúng ta không nên làm giống anh ấy. Hãy thực hiện các quy tắc an toàn trong bể bơi. Chúng ta hiểu rồi.
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, sàn xung quanh hồ bơi có thể trơn trượt. Vì vậy, nếu chạy hoặc ném đồ đạc xung quanh hồ bơi, chúng ta có thể bị trượt chân và bị thương. Trước khi bơi, cần khởi động thật kỹ và mặc đồ bảo hộ phù hợp. Và rất nguy hiểm khi chơi ở khu vực nước sâu. Vì vậy, chỉ nên chơi ở khu vực dành cho trẻ em.